Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin ai cử Nguyễn Xuân Phúc vào Sài Gòn để khắc chế Nguyễn Thiện Nhân. Việc phân bổ 5 lãnh đạo chủ chốt vào 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy những người trong 5 vị trí này muốn chiếm cứ những địa phương lớn và gây ảnh hưởng. Ông Nguyễn Phú Trọng thì nắm vai trò điều khiển những đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Được biết, đoàn đại biểu Hà Nội toàn là quan chức đứng đầu thành phố và đầu ngành. Trong đoàn đại biểu này có ông Bí Thư thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Muốn có ý kiến gì, ngay cả ông Đinh Tiến Dũng cũng phải phục tùng ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đó có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng không những điều hành Trung ương Đảng, mà điều hành luôn cả Đảng ủy thành phố Hà Nội, hoặc ít nhất cũng hạn chế được tầm ảnh hưởng của những người đứng đầu của khối Đảng ủy thành phố này, ông Đinh Tiến Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm đại biểu Quốc hội cho thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tương tự như ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc vào thành phố Hồ Chí Minh mục đích là để kiểm soát khối đại biểu thành phố này. Được biết, người đứng đầu thành phố là ông Nguyễn Văn Nên thì không muốn làm đại biểu Quốc hội. Dựa vào cơ hội như thế, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng ứng cử, và tất nhiên, nếu không có ai thay thế ông Nguyễn Văn Nên trong vai trò đại biểu Quốc hội, thì ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ thay thế vai trò đó. Ông Nguyễn Thiện Nhân với vai trò là cựu bí thư thì ông sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Ý đồ ông Nguyễn Thiện Nhân rất rõ ràng. Ông ấy là muốn can thiệp vào nội bộ của Đảng ủy thành phố, dù là không còn là bí thư thành ủy nữa. Rất nhiều lần ông Nguyễn Thiện Nhân tham gia cùng Nguyễn Văn Nên họp đảng bộ. Chính hành động này mà ông Nguyễn Thiện Nhân có thể gây cản trở chính sách của Nguyễn Văn Nên. Việc rất ủy viên Bộ Chính trị mà có tham gia và ứng cử đại biểu Quốc hội, điều đó cho thấy ông Nguyễn Thiện Nhân đang có thế lực nào đó muốn Nguyễn Thiện Nhân vẫn thọc tay vào cơ quan đảng của thành phố. Và dường như ông Nguyễn Thiện Nhân đang là một ẩn số lớn. Ông Nguyễn Phú Trọng thì không thể cấm ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử đại biểu Quốc hội. Cách tốt nhất là cần người kiểm soát hành động của ông cựu bí thư thành ủy này. Và câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người có tiếng nói lớn nhất trong đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố? Nếu ở Trung ương không có ai được bổ về thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là ông Nguyễn Thiện Nhân đã thay thế vai trò của ông Nguyễn Văn Nên. Tuy nhiên, Trung ương đã phân công ông Nguyễn Xuân Phúc là đương kim chủ tịch nước về thành phố này. Thì như vậy, dù có ông Nguyễn Văn Nên hay không thì ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn là người có tiếng nói lớn nhất trong đoàn đại biểu Quốc hội ở thành phố này. Như vậy là chính ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ gạt vai trò của ông Nguyễn Thiện Nhân ra ngoài. Vụ án Thủ Thiêm với vai trò của nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa có thể sẽ được đưa ra ở các kỳ họp Quốc hội khóa 15. Khi đó, ông Nguyễn Văn Nên thì không có tiếng nói, và thay vào đó là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ lên tiếng về vụ này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thiện Nhân muốn nắm đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. 3 năm làm bí thư thành ủy, ông Nguyễn Thiện Nhân đã không làm gì để bắt Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa và Tất Thành Cang. Mà ông Nhân còn có hành động bao che cho ông Cang khi mà chính ông không cách chức thành ủy viên của Tất Thành Cang, làm cho Nguyễn Phú Trọng loay hoay cả 2 năm mà vẫn không làm gì được ông Cang. Hiện nay, Nguyễn Thiện Nhân có mặt trong đại biểu Quốc hội của thành phố thì có thể ông Nhân sẽ có tiếng nói đỡ cho nhóm ăn đất Thủ Thiêm, hay ít nhất ông tác động vào đại biểu khác để họ không lên tiếng về vấn đề này. Và rõ ràng nếu như vậy mà không loại bỏ được vai trò của Nguyễn Thiện Nhân thì rất khó để ông Nguyễn Văn Nên làm được việc. Nguyễn Xuân Phúc được phân bổ về thành phố này, trước mắt là ông Phúc sẽ chiếm lấy vai trò số 1 trong đoàn đại biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên, ông Phúc có đủ bản lĩnh để hạn chế vai trò của ông Nguyễn Thiện Nhân hay không thì đó lại là một câu chuyện khác. Và dư luận đặt ra câu hỏi thì liệu ông Nguyễn Phú Trọng có phải người đã cử ông Nguyễn Xuân Phúc vào Sài Gòn hay không? Vào ngày 9 tháng 5, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri ở một số xã ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phúc hứa với cử tri sẽ thúc đẩy giải quyết các kiến nghị của người dân đến nơi đến chốn trong thời gian quy định khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Không biết ông Phúc hứa giải quyết vấn đề gì? Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không vấn đề gì lớn bằng vấn đề sai phạm tại Thủ Thiêm, gây nên nỗi oan ngất trời. Hiện tại chỉ mới là cuộc họp bước đầu, nên ông Phúc sẽ đề cập nhiều vấn đề gai góc. Về sau,
bà con cử tri có hỏi có vấn đề về Thủ Thiêm thì ông Phúc sẽ khó trả lời nếu ông không hoàn thành lời hứa. Tại cuộc họp, ông Phúc nói rằng tôi sẽ thúc đẩy giải quyết các kiến nghị của người dân đến nơi đến chốn trong thời gian quy định. Không biết vai trò là chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc làm sao có thể giải quyết vấn đề ở địa phương được. Đây là câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Đây là hình ảnh làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc không có nhiều quyền lực. Ông Nguyễn Xuân Phúc là bại tướng của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng bí thư. Đáng lẽ ra, ông Nguyễn Xuân Phúc là người mà ông Nguyễn Phú Trọng không nên dùng. Tuy nhiên, con người của Nguyễn Xuân Phúc là mẫu người gió theo chiều nào ngả theo chiều đó, cho nên việc sau khi thành bại tướng của Nguyễn Phú Trọng lại trở thành sứ giả cho Nguyễn Phú Trọng cũng có khi là như vậy. Và lại với vị trí chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc không có đủ quyền lực để có thể bướng bỉnh với ông Nguyễn Phú Trọng cho được. Ở ghế chủ tịch nước mà bướng bỉnh thì có khi ông Phúc lại nhận cái kết quả giống như ông Trần Đại Quang trước đây, chết vì bệnh lạ. Điều này ông Nguyễn Xuân Phúc hiểu hơn ai hết. Nếu so sánh thì quyền lực của Nguyễn Xuân Phúc thua rất xa quyền lực ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng nếu so sánh ông Phúc với ông Nguyễn Thiện Nhân thì ông Phúc hơn cả uy lẫn quyền, đủ để loại vai trò ông Nguyễn Thiện Nhân ra khỏi sự ảnh hưởng lên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Và để đánh bại được tàn tích của thế lực Lê Thành Hải tại thành phố, buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải tính toán nhiều nước cờ khó và phức tạp. Cho đến nay, ông Trọng vẫn bị thế lực tại thành phố cản đường bằng đủ mọi cách. Mới đây nhất, chính cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh lại ra quyết định đã đề nghị giảm tội cho Tất Thành Cang. Điều này cho thấy việc bắt Lê Thanh Hải sẽ khó khăn đến giường nào. Còn nữa, việc thuyên chuyển Nguyễn Văn Thể về thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bị công kích và dữ dội, và vụ chuyển hàng dịch vụ qua đường hàng không mới đây đã nói lên điều đó. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dẹp những lực cản này như thế nào, tuy nhiên thực tế cho thấy việc mang lò vào Sài Gòn để đốt củi Lê Thanh Hải cũng không hề dễ dàng chút nào cả. Câu hỏi đặt ra là vai trò của ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay là gì? Ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi chiếc ghế chủ tịch nước như là chiếc ghế hữu danh vô thực. Là ủy viên Bộ Chính trị thì ông Phúc có tiếng nói cũng giống như 17 ủy viên khác. Tầm ảnh hưởng của Nguyễn Xuân Phúc không còn mạnh như lúc ông làm thủ tướng nữa. Với lại, ông Nguyễn Xuân Phúc đã gieo vào đầu mọi người rằng ông là một anh hề chính trị. Hình ảnh này ít nhiều cũng làm cho các đại biểu Quốc hội, thành phố xem thường ông Phúc. Chính vì vậy mà tầm ảnh hưởng của ông Phúc cũng rất hạn chế. Và việc ông Nguyễn Văn Nên từ bỏ chiếc ghế đại biểu Quốc hội để dồn lực cho công việc của thành phố, điều đó cho thấy tiềm lực của ông Nguyễn Văn Nên cũng có hạn. Ông không đủ khả năng vừa lo công việc thành phố, vừa lo chu toàn vai trò đại biểu Quốc hội, mặc dù công việc của một đại biểu Quốc hội cũng không mấy nặng nhọc gì. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã hiểu năng lực hạn chế của ông Nguyễn Văn Nên, nên ông đã thay thế vị trí Phó Bí thư Thường trực thành phố và thay chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để bổ mãi lãnh đạo và làm việc cho đồng bộ. Tuy nhiên, việc thay các vị trí lãnh đạo giờ đây cũng đang gặp khó khăn và lực cản không ít. Đây là hình ảnh liệu có phải Nguyễn Phú Trọng dùng Nguyễn Xuân Phúc hay không? Có thể nói với vai trò là người đứng đầu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng khó mà chắc khắc chế được ông Nguyễn Thiện Nhân. Vì trong các đại biểu Quốc hội ấy không chỉ có một mình Nguyễn Thiện Nhân nể sợ Lê Thanh Hải mà nhiều đại biểu khác cũng như vậy. Hiện nay vẫn chưa bầu cử, cần thời gian xem xét Nguyễn Xuân Phúc có đóng vai trò như thế nào hay không. Và thời gian tới, chắc chắn sẽ có rất nhiều màn kịch bất ngờ diễn ra trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Ai cử Nguyễn Xuân Phúc vào Sài Gòn để khắc chế Nguyễn Thiện Nhân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.